chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Và trên tay mình đang là hộp của chiếc Nokia 5.3. Và chiếc smartphone này là một chiếc smartphone giá rẻ đến từ Nokia và được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào ngày hôm qua với mức giá rơi tầm khoảng là hơn 3 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này nhé, để xem là với hơn 3 triệu đồng thì chiếc Nokia 5.3 này nó sẽ có những gì. Ok, đầu tiên thì mình sẽ điểm qua một chút về ngoài mặt hộp của sản phẩm này. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chiếc máy này với một cái màn hình dạng giọt nước như thế này. Cụm camera được làm hình tròn ở phía sau. Ở đây thì nó sẽ có một cái nốt ghi rằng là chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm Android lên tới là 2 năm. Và ở đây chúng ta sẽ có tên thương hiệu Nokia này, tên mã Nokia 5.3. Mà sau đây thì nó sẽ có một vài cái thông số, ví dụ như màn hình kích thước 6.55 inch HD cộng, có chip Qualcomm Snapdragon 665, cụm 4 camera này và nhiều thông số khác. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành khu hộp nó ra nhé, để xem là chiếc Nokia 5.3 này nó hình thù như thế nào. Và đây là chiếc Nokia 5.3 của chúng ta. Đó, vẫn còn nguyên siêu luôn, mình sẽ để nó qua một bên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một que chọc SIM ở đây này, một cái ốp silicon và một tập sách hướng dẫn sử dụng. Ở phía đây thì chúng ta sẽ có phụ kiện, thì sẽ bao gồm một củ sạc. Và củ sạc này thì sẽ chỉ có nguồn ra đó chỉ 5V 2A thôi, củ sạc 10W thông thường. Tiếp theo một cái tai nghe, với tai nghe dạng thường, chân 3.5mm và một sợi cáp EV-Type-C. Đó, với toàn bộ phụ kiện của chiếc Nokia 5.3 hàng chính hãng. Quay trở lại với chiếc Nokia 5.3 của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì ở mặt trước đây các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có một cái màn hình dạng giọt nước với kích thước đường chéo là 6.55 inch. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái phần viền màn hình trên dưới trái phải của nó thì cực kỳ là dày. Ở phía dưới góc đây thì nó sẽ có một cái logo của Nokia này. Phần giọt nước ở đây thì nó sẽ chứa một cụm camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel. Về phần chất liệu hoàn thiện của chiếc Nokia 5.3 này thì nó chỉ được làm từ nhựa thôi. Kể cả là mặt lưng sau này lẫn phần khung viền nó thì cũng chỉ được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì độ hoàn thiện của nó cũng khá là ok, với tầm giá khoảng 3 triệu đồng. Nó cho cảm giác cầm trên tay cũng khá là chắc chắn và không tạo cho mình cái cảm giác ọp ẹp một chút nào cả. Nói chung là cái thiết kế của nó thì cũng khá là ok. Ở mặt lưng sau đây thì nó sẽ có chúng ta một cụm camera được đặt ở một trong cái cụm module hình tròn như này, với cảm biến chính có độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ là f/1.8. Ống kính thứ hai là ống kính chụp ảnh góc siêu rộng có độ phân giải là 5 megapixel. Ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2 megapixel. Và cảm biến cuối cùng là cảm biến cũng có độ phân giải là 2 megapixel, làm nhiệm vụ đo chiều sâu để chụp ảnh chân dung sau phông. Phía bên dưới cụm camera này thì chúng ta sẽ có một cụm cảm biến vân tay một chạm này và logo của Nokia. Phía góc dưới đây thì nó sẽ có một vài chứng chỉ. Tổng quan lại về phần thiết kế của chiếc Nokia 5.3 này với một chiếc smartphone trong mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng thì mình thấy nó cũng khá là ok. Tuy nhiên thì chúng ta phải chấp nhận đó chính là việc nó chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa mà thôi, nhưng mà vẫn đem lại cho cảm giác cầm nắm trên tay cũng khá là chắc chắn. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế của sản phẩm này thì ở cạnh bên phải chúng ta sẽ có phím nguồn cùng với loa phím tăng giảm âm lượng. Ở cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có một cái nút để kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant và một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là hai SIM và một thẻ nhớ ngoài. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một cổng sạc EV-Type-C, mic đàm thoại và loa ngoài. Với cạnh bên trên thì nó sẽ có một cái mic phụ để thu âm, cùng với đó một cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Tiếp theo là về phần màn hình của sản phẩm này. Về màn hình thì nó sẽ có kích thước là 6.55 inch, độ phân giải là HD cộng với tỷ lệ khung hình là 20:9. Vì chỉ có độ phân giải HD cộng ở trên kích thước màn hình là 6.55 inch, vậy nên là nó cho hiển thị cũng khá là rõ. Tấm nền màn hình được trang bị trên sản phẩm này là tấm nền IPS LCD. Nó cho ra màu sắc thì nhìn nó cũng khá là chân thực, tự nhiên. Góc nhìn thì tương đối tốt. Độ sáng màn hình của nó thì cũng khá là ok. Các bạn có thể nhìn thoải mái rõ ràng ngoài trời. Đây mình tăng max sáng lên thì các bạn có thể nhìn thấy qua video đây. Nó có một độ sáng cũng khá là ok. Tuy nhiên thì màn hình của sản phẩm này mình thấy nó hơi bị ám xanh một chút đó. Ok, và đó là tổng quan về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Nokia 5.3. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 665, một con chip tầm trung đầu 6. Và cái điểm số AnTuTu đạt được của con chip Snapdragon 665 ở trên chiếc Nokia 5.3 này thì nó đạt được chúng ta đó chính là 165.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 71.000, còn điểm GPU đạt được là 24.000 với nhân là Adreno 610.
Dung RAM đi kèm ở trên sản phẩm này thì sẽ chỉ có là 3GB thôi, bộ nhớ trong là 64GB, có thể mở rộng qua khe cắm thể nhớ ngoài. Về pin của máy thì sẽ có dung lượng là 4000mAh, rất tiếc là nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh. Cục sạc đi kèm theo máy thì chỉ là sạc thường thôi với công suất là 5V 2A. Còn về phần mềm ấy thì hiện tại nó đang được chạy ở trên một cái nền tảng, đó chính là Android One, rất là quen thuộc rồi đối với những sản phẩm đến từ Nokia. Với cái nền tảng Android One này thì nó có giao diện thuần gốc Google luôn. Và cái chiếc máy này thì chắc chắn là nó sẽ được hỗ trợ update cực kỳ lâu dài. Ở trên vỏ hộp đây thì nó đã ghi sẵn đây là sẽ được update phần mềm Android tối thiểu là 2 năm rồi. Vậy nên là các bạn cũng không cần lo lắng về vấn đề bảo mật cũng như update phần mềm ở trên chiếc Nokia 5.3 nhé. Và vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài mở hộp cũng như là chơi tay nhanh chiếc Nokia 5.3. Và với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng hàng chính hãng thì đây là một chiếc máy cũng khá là ok để các bạn có thể lựa chọn. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Nokia 5.3 này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.